Xin chào, xin kính chào quý anh chị em nha. Đây là mình sẽ quay cho các bạn một biệt thự villa sân vườn hiếm có ở tại Chư Sê Gia Lai này. Biệt thự này là chính tay mình làm luôn, và ông anh của mình thì cũng có ý định là chuyển đổi. Mình đăng lên rồi, ai có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Đây, đường bê tông này là đường 4 mét trước nhà này. Đó, khu dân cư, đường liên xã thì đó, ăn trước á, đường liên xã ở đây là 100 mét đường bê tông. Bê tông mình là chính đích thân chủ nhà độ luôn đấy. Biệt thự rất đẹp, là khuôn viên bên ngoài này. Cậu rất chắc chắn, rất đẹp. Đây, ông tụ đó. Đây, vào khuôn viên mình này. À, cây đang quay đây. À, cây vú sữa nhá, có cái vú rất to. À, khuôn viên này chi tiết nhá. Đây, nhà là nhà kiên cố, nhà Thái kiên cố rất vững chắc. Cửa này. Đó, sân vườn mình. Cái nhà này lô đất này tổng diện tích là 164 400 thổ cư ạ. Tiền phía trước nhà đưa mù ở đây 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 trong này rồi, nó chi tìm thấy cá đói lên nữa anh cơ nhỉ. Đây là học đại cá, đại cá này tầm 10 mét khối hồ bơi. Người kích thước là 4 x 7 mét nha. Cao 1m6. Cho anh nghỉ, cho anh nghỉ thôi. Xung quanh là vườn đây là. Nó phải to hơn chứ. Cây mai có. Cây mai, cây hoa giới nha. 20 cây mai. Mai to rồi đấy. Mai thân bằng bắt tay chứ. Giếng nước đây, đây là khuôn viên mình rồi nha. Đó, mai mốt là cây lên là được. Đói nhanh lên, hàng con có giảm không? Bữa này có giảm không? Nhìn cá này thích hả? Cá này thích hơn cá ngoài. Nhà con thì đẹp hơn đúng không? Đây là khu biệt thự villa sân vườn này, hiếm có chị xây này. Cái địa chỉ ở cái lô đất này là hiện tại là thôn 6 xã Giá Bờ Láng nhá, huyện Chư Sê. Từ đây ra quốc lộ khoảng tầm 2 cây số, quốc lộ 14 2 cây số. Đây nhà này, nhà ở trong nội thất rất tuyệt vời. Bộ bàn ghế này, bộ bàn ghế này tay là tầm 22 nhá, tay 22 nhá. Đó, bán là để làm nội thất hết. Rất đẹp. Đây phòng thờ. Phòng thờ này nó tầm khoảng 10 mét vuông, 10 12 mét vuông. Gỗ rất chắc chắn. Gỗ nha, chi tiết gỗ. Thì ra đây là
ba phòng khách, ba phòng ngủ. Tại vì là ống nhiều nhà nên là không ước đầu lâu với ra chơi nghỉ dưỡng. Nhà phòng ngủ nhé, phòng ngủ một. Dạ. Ô bạn bạn giường rất là dịu à. Dạ. Không một bàn. Mình hết khu cũng nhất các bạn đường nhất em là đủ rồi. Đó. 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 Cái này là 10 năm sau cũng không có bị lộn thời nhé. Đây khu bếp. Rộng rãi, thoải mái. Đây bàn ăn. Ăn này khu nên là khu nhìn ra vườn nhé. Đặt lý tưởng. Đây khu vườn mình này. Ăn vườn là vườn. Cái này là nhà vệ sinh, phòng, nội thất trong này là mới tinh, đầu tư mới tinh. Trường rộng, sạch sẽ thoáng mát. Đây, nhà vệ sinh. Sạch sẽ. Tổng diện tích cái nhà này là tầm hơn 200 mét vuông các bạn nhé. Tầm mét vuông. Giờ mua đến thì giờ nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng. Không phải sắm sửa gì hết, đầy đủ tiền nghỉ luôn. Đưa người đến và thôi. Đưa người đến và thích nhất là cái bộ bàn ghế này nhé. Bàn ghế này rất tuyệt. Ủa, cực đại rồi. Quay là quần viên cho các bạn thấy nhé. Đây này ô tô trước cộng này là mình 4 mét, đi ra đây là 3 mét, đi ra quốc lộ 14 là chạy một đường thẳng thì ra ngoài như này. Trước nhà là nhà máy Thái của ông chủ tịch, phó chủ tịch xã. Khu nghỉ dưỡng rất đẹp rồi. Đúng rồi, ai có nhu cầu thì liên hệ giá thì liên hệ với mình nhé, mình sẽ giúp mình xem trực tiếp. Xin chào.